Minh Đường Tử Vi rất là vui mừng khi được gặp lại quý cô bác, anh chị trong chuyên mục Tử Vi 12 con giáp mới nhất trên kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Lời đầu tiên, thay mặt cho ban biên tập chương trình, những người làm chương trình xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý cô bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, gặp sự hóa lành, gặp hung hóa cát, làm gì cũng hanh thông, thuận lợi, buôn may bán đất, làm một được 10, vận may liên tục kéo tới, phúc lộc đẻ đa, giàu sang viên mãn tới già. Và nếu như quý ông bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông ở phía bên dưới để được đón xem những video mới nhất mà ban biên tập chương trình Minh Đường Tử Vi đăng tải, cũng như là thấy nội dung video hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận. Kênh Minh Đường Tử Vi chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà ban biên tập viên Minh Đường Tử Vi đăng tải muốn gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Báo Lộc tiết lộ sự thật chấn động tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972, tháng 4 và tháng 5 âm lịch cần chú ý điều này, chắc chắn đổi vận giàu to, tiền vàng nhét nứt kép. Thời gian tích tắc mãi trôi qua, thoáng chốc mọi người đều sẽ già, lắm kẻ giàu sang thỏa ước nguyện, nhiều người nghèo khổ còn bôn ba, ai ơi hãy nhớ lấy lời, tu nhân tích đức chớ rời khỏi tâm, cuộc đời dù có thăng trầm, biết sai nên sửa lỗi lầm tiêu tan. Thưa quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, thời gian trôi đi ai cũng sẽ già, những sợi tóc chuyển sang màu bạc, những nếp nhăn trên gương mặt và những bước chân chậm chạp là báo hiệu của tuổi già đã đến. Trong cuộc sống này thì ai cũng đều phải trải qua quy luật sinh lão bệnh tử, lúc con cháu trưởng thành khôn lớn thì cũng là lúc ông bà cha mẹ ngày một già đi, sức khỏe đi xuống, và đó chính là lúc người lớn tuổi cần sự quan tâm chăm sóc. Và đến tuổi xế chiều này, nhiều anh chị tuổi Nhâm Tý cũng rất cần quan tâm đến vận hạn tài lộc, gia đạo, sức khỏe của mình nữa đúng không nào? Trong chương trình ngày hôm nay, Minh Đường Tử Vi sẽ luận giải chi tiết các phương diện và vận may của anh chị tuổi Nhâm Tý 1972 trong hai tháng là tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Được biết mệnh chủ tuổi Nhâm Tý cuộc sống thời trẻ cơ cực, vất vả, sống trong bần hàn, cơm canh đạm bạc, lúc trưởng thành cũng không khấm khá là bao, làm lũi kiếm từng đồng tiền mưu sinh, nghèo mãi không thoát ra được. Tuy nhiên, do ăn ở tích đức, luôn làm việc thiện, nên trong hai tháng tới đây dù được dự báo bản mệnh bị nhiều hung tinh rình rập, nhưng vẫn được ơn trên ban lộc, thần tài chống lưng, phước đức đầy tay, mọi khó khăn vất vả đều tan biến, tai qua nạn khỏi, vượt hạn vươn lên làm giàu thành công. Từ nay cuộc sống sung túc đủ đầy, tiền vàng ngập két, mười phân vẹn mười. Đặc biệt, nếu Nhâm Tý chú ý vận trình của mình trong tháng 4 và tháng 5 âm này thì mọi điều sẽ khác, vì thời và vận của giáp thìn đã tới theo cái cách mà họ tích đức bấy lâu này. Tuy có hơi muộn một chút, nhưng cuộc đời của Nhâm Tý vẫn thăng hoa rực rỡ, tiền bạc kéo đến ùn ùn, trả sạch nợ nần, người người ngưỡng mộ. Vậy, để biết được vận trình cụ thể trong tháng 4 và 5 âm lịch của tuổi Nhâm Tý sẽ diễn ra như thế nào, thì xin mời quý anh chị cùng theo dõi luận giải chi tiết ngay sau đây. Tiết lộ sự thật chấn động, tử vi tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 tháng 4 và tháng 5 âm lịch cần chú ý điều này, chắc chắn đổi vận giàu to, tiền vàng nhét nứt két. Đầu tiên là sơ lược cuộc đời tuổi Nhâm Tý 1972. Người tuổi Nhâm Tý trời sinh tư chất thông minh, tốt bụng, hòa đồng, dễ hòa hợp với mọi người, làm việc chăm chỉ, có tính tiết kiệm, hào phóng trong việc giúp người, đặc biệt là người họ yêu quý. Người tuổi Nhâm Tý có sự linh hoạt, mềm dẻo trong đối nhân xử thế, giỏi lấy lòng người, dùng sự hài hòa của mình để khiến cho đối phương làm theo điều mình muốn, chứ không cần phải cố gắng gượng ép để được mọi người ủng hộ và đặt lòng tin. Tuổi Nhâm Tý có nhiều mối quan hệ tốt đẹp, giao thiệp rộng, được nhiều người yêu mến. Con giáp này hành xử có tâm đức, ý chí kiên cường, có tham vọng về tài chính và đạt nhiều thành tựu nhất định trong cuộc sống. Tử vi học có nói trong số những con giáp, tuổi Nhâm Tý là những người được trời ban nhiều phúc đức và nhiều may mắn nhất. Cuộc sống tuổi Nhâm Tý trôi qua khá êm đềm, mặc dù có lúc khó khăn, trắc trở, nhưng cũng chỉ là trong giai đoạn nhất thời. Vì Nhâm Tý có cái tâm lương thiện, nên họ làm gì cũng được quý nhân tìm đến, tạo điều kiện để họ có được cuộc sống viên mãn.
Nam nhân tuổi Nhâm Tý rất bộc trực, thành thật, nhưng cử chỉ, lời nói của họ đều khiến chúng ta có cảm giác người đó rất chặt chẽ. Họ nỗ lực làm việc, sống tiết kiệm, họ không bao giờ cho ai cái gì, trừ khi người đó họ thật sự quý mến. Giả như bạn có thể lấy được của người tuổi Tý một vật quý giá, thì sự đánh giá của họ với bạn ít nhất phải tương đương với giá trị của vật đó. Người xưa cho rằng, người cầm tinh con chuột về tính cách thường đa sầu, đa cảm, mềm mỏng, dịu dàng. Song nam giới tuổi này đa phần là người tốt, tính tình lại hơi ương ngạnh và có người tính nóng như lửa. Về mặt trí tuệ, là người thông minh, lanh lợi, tháo vát, làm việc có năng lực, vượt mọi trở ngại trong hoàn cảnh khó khăn. Những người này sẽ đầy nhiệt huyết, tận tâm hết mình khi ở một vị trí cao. Tổ chức lãnh đạo người khác mới là công việc đem lại cho họ sự hứng thú. Chỉ cần có đam mê thì con giáp này sẽ cố gắng phát triển, thể hiện tài năng của bản thân và quyết tâm đem về cho mình sự thành công. Càng khó khăn, gian nan, người này càng kiên trì tỏa sáng. Họ không những được mọi người yêu quý, mà còn khiến ai ai cũng kính trọng nể phục tài năng của mình. Với sự nghiệp nam mệnh tuổi này có thể phù hợp trong hầu hết mọi ngành nghề, nhưng lý tưởng nhất là quản lý doanh nghiệp, trong làm ăn, buôn bán có thể phát đạt. Về tương lai, tiền đồ thường sáng lạn, có cơ hội vươn lên trong sự nghiệp và biết dành cơ hội khi thời cơ đến. Nam tuổi Nhâm Tý có tinh lực dồi dào, họ là những người có sở trường về vạch kế hoạch, mặt khác họ rất lanh lợi linh hoạt, nên làm ngoại giao tình báo rất tốt, song tuổi Nhâm Tý cần tránh một số nhược điểm dưới đây. Tránh chủ quan, bảo thủ, phải có tầm nhìn xa trông rộng, không quyết đoán theo trực giác để đi đến kết luận, không nên tin trực giác, trước mọi sự việc phải công tâm, thẳng thắn. Không xuất phát từ quyền lợi bản thân mà phải công minh chính trực, tránh nóng nảy, đa nghi sẽ làm hỏng việc lớn. Trong công việc khi gặp khó khăn phải bình tĩnh giải quyết, không được chùn bước, nên giải hòa trong tranh chấp. Nhìn chung, nam mệnh tuổi Nhâm Tý là người có năng lực vươn lên trong mọi hoàn cảnh khó khăn, nên tiền đồ sáng sủa. Nữ nhân tuổi Nhâm Tý sẽ có tính chi li, tiết kiệm, đôi lúc hà tiện, nhưng nếu đó thật sự cần thiết thì họ không hề tiếc tiền để mua. Bản tính người nữ nhân cầm tinh con giáp này là luôn giữ sự kín đáo, bí mật của mình đối với mọi vấn đề. Họ luôn nắm bắt và hiểu biết khá sâu sắc, tinh tế. Vì người tuổi Nhâm Tý rất chăm chỉ và tiết kiệm, nên họ không ưa những kẻ lười biếng và hoang phí. Họ có là người luôn kiềm chế, không biểu lộ tình cảm ra ngoài. Cho nên khi nào bạn thấy họ nóng nảy hay vô lễ, thì hẳn là họ đang rất buồn bực. Người tuổi Nhâm Tý dễ bị người tuổi Sửu hấp dẫn. Họ thấy người tuổi Sửu là chỗ dựa đáng tin cậy của mình. Họ thấy người tuổi Thìn hòa nhã, họ phát hiện ra người tuổi Tỵ còn đa nghi hơn chính họ và thấy người tuổi Tỵ có thể là người hợp tác tốt. Người tuổi Tý luôn có xung đột với người tuổi Ngọ, bởi vì người tuổi Ngọ luôn cô độc, người tuổi Tý không hợp với người tuổi Dậu, vì người tuổi Dậu thiếu thực tế. Xem tử vi năm 2024 tuổi Nhâm Tý 1972 là 53 tuổi âm lịch, sẽ rơi vào bố cục thiên hòa địa hợp rất tốt, thêm vận niên ủng hộ, bản mệnh không chỉ có sự nghiệp thành công, rực rỡ trong năm 2024, mà tình cảm, sức khỏe và tiền bạc cũng có nhiều chuyển biến tích cực. Những điều này đã tạo nên một năm may mắn, thuận lợi và tương đối viên mãn đối với những người tuổi Tý. Một trong những điều nổi bật nhất ở tuổi Nhâm Tý chính là rắc rối trong việc tiết kiệm tiền bạc. Năm nay sẽ là một năm bội thu về tài lộc đối với bản mệnh, giúp gia tăng khoản tiền tiết kiệm lên một con số mới. Tuổi Nhâm Tý năm 2024 sẽ nhận được rất nhiều dấu hiệu tích cực trong chuyện tiền bạc. Việc kiếm tiền sẽ trở nên vô cùng suôn sẻ, được quý nhân tài trợ trong chuyện làm ăn. Tuy nhiên, nếu có hợp tác làm ăn với người thân, bạn bè, thì tuổi này cũng nên chú ý đến lời ăn, tiếng nói, tránh dẫn đến mâu thuẫn bất hòa. Điều này sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến con đường tài lộc của bạn trong năm 2024. Về sự nghiệp tuổi Nhâm Tý, nhờ có tam hợp thân Tý Thìn nâng đỡ, nên vận trình hanh thông, công việc có kết quả tốt đẹp hơn so với những năm trước, đầu năm may mắn. Giữa năm thuận lợi hanh thông, càng về cuối năm bạn càng chứng tỏ được năng lực của mình và thăng tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Nhờ vậy tài lộc của bạn rất dồi dào, tiền bạc lúc nào cũng rủng rỉnh. Nhưng dù có dư giả bạn cũng không nên dùng tiền lãng phí, đầu tư mạo hiểm mà mất cả chì lẫn chài. Bởi vì hạn tam tai vẫn còn đó, thêm hung tinh kiếp tài ảnh hưởng, có điểm báo bị hao tổn tiền bạc theo nhiều cách khác nhau. Vậy nên trong mọi việc, bạn cần suy nghĩ thấu đáo, cẩn thận xem xét kỹ lưỡng các khoản đầu tư, không cho vay mượn tiền để tránh được rủi ro. Về sức khỏe, sức khỏe của tuổi Nhâm Tý trong năm nay không có quá nhiều bệnh tật nguy hiểm, nhưng nếu không phát hiện và điều trị kịp thời, sẽ gây hao tổn tiền bạc và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Tuổi Nhâm Tý chỉ cần cố gắng duy trì cơ thể trong trạng thái tốt nhất,
bằng cách đi tập thể dục, thể thao thường xuyên và có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Đặc biệt, tuổi Nhâm Tý năm 2024 cần chú ý việc đi lại để tránh xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Chuyện tình cảm của Nhâm Tý trong năm nay cũng khá thuận lợi. Mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình không có mâu thuẫn quá lớn. Nếu gặp vấn đề, sẽ giải quyết ổn thỏa và nhanh chóng. Nhìn chung, tình cảm của tuổi Nhâm Tý trong năm nay rất suôn sẻ, vợ chồng hòa thuận, gia đình êm ấm và hạnh phúc. Sau đây là luận giải chi tiết trên các phương diện, công danh, sự nghiệp, tài lộc, tình duyên, gia đạo và sức khỏe của anh chị tuổi Nhâm Tý trong tháng 4 và tháng 5 âm lịch. Theo dõi vận trình tử vi tháng mới của 12 con giáp nhận thấy, 2 tháng tới, tháng 4 và tháng 5 âm lịch không phải là thời gian suôn sẻ đối với người tuổi Nhâm Tý. Bản mệnh là người có kiến thức, có năng lực, song không vì thế mà bạn tránh được những rắc rối, thậm chí có những thời điểm, đó còn là nguồn cơn đẩy bạn vướng vào thị phi. Dưới tác động tiêu cực của cục diện tương xung, bạn khó giữ được tinh thần ổn định, tính cách nóng nảy, suy nghĩ cực đoan khiến bạn dễ vướng vào những mâu thuẫn, tranh chấp với đồng nghiệp, thậm chí những việc bạn làm ở thời điểm này còn có thể gây ảnh hưởng đến các mối quan hệ về lâu về dài. Phương diện tài lộc cũng không có điểm sáng nào đáng kể, thậm chí do hung tinh đại hao xuất hiện, bạn còn dễ phải tiêu tốn tiền bạc vào những lĩnh vực không cần thiết, không chính xác. Tử vi tháng 12 con giáp theo lịch âm khuyên tuổi Nhâm Tý, để có thể tránh rơi vào cảnh cháy túi, bạn cần nhắc nhở bản thân hạn chế chi tiêu, tránh thói ham vui, chơi bời phóng đãng hoặc nhẹ dạ cả tin. Chuyện tình cảm cũng khá ảm đạm khi vợ chồng bạn thường xuyên giận hờn nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, vì mong muốn không được đáp ứng nên đôi bên khá lạnh nhạt với nhau, ai lo việc của người ấy. Khi nhân duyên khác giới quá vượng, bản mệnh cần phải cẩn trọng trước sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Đầu tiên là tử vi tháng 4 âm lịch. Xét phương diện sự nghiệp. Bước sang tháng Kỷ Tỵ, người tuổi Nhâm Tý do bị nguyệt lệnh lâm bệnh tác động, khiến tâm lý sinh bất ổn. Bản mệnh phải đối mặt với nhiều bôn ba, phiền muộn, kéo theo tử vi tháng cũng gặp nhiều trở lực, lại thêm hung tinh thiên hình chiếu mệnh, vận trình công việc xuất hiện tiểu nhân quấy phá, các mối quan hệ xã giao giữa bản mệnh với đồng nghiệp, bạn bè, cấp trên thiếu sự hài hòa là nguyên nhân chính khiến anh chị vướng vào rắc rối thị phi, thậm chí cảm thấy cô đơn, lạc lõng trong tập thể. Công việc thường phải một mình cáng đáng, dễ sinh tâm lý bất bình, hậm hực và chán nản. Tuổi này thiếu đi động lực cần thiết để làm việc hăng say, cũng vì thế mà bản mệnh hành động thiếu sáng suốt, không quyết đoán, do dự khi đứng trước sự lựa chọn nào đó. Nhưng nhìn đi thì cũng phải nhìn lại, mọi chuyện cũng bắt nguồn từ việc tính tình người tuổi này trở nên nóng vội, suy nghĩ cực đoan, tự mình gây chuyện, thậm chí nhiều tình huống chuyện bé xé ra to, kiếm chuyện mâu thuẫn với đồng nghiệp, cấp trên, chỉ để giải tỏa cơn hậm hực trong lòng, vì thế mà họa tiểu nhân khó tránh. Do đó trong giao tiếp, anh chị cần chú trọng đến ngữ điệu, ăn nói có chừng có mực, đừng để mình vướng vào họa thị phi, đi đâu, làm gì mà không giữ được bình tĩnh, hành động lỗ mãng, sẽ rất dễ bị người khác nói xấu sau lưng, tìm cách quấy phá. Trong tháng có thêm sự xuất hiện của thiên ấn cát tinh, cũng có lúc tình hình được cải thiện nhưng không đáng kể, khối lượng công việc liên tục dồn xuống, trọng trách bản mệnh phải đảm nhiệm cũng cao hơn, nên thường xuyên cảm thấy quá tải. Khi cảm thấy đầu óc không thể tập trung, làm mãi mà hiệu suất vẫn không được như ý, Nhâm Tý nên cho bản thân một khoảng tạm nghỉ để sạc lại năng lượng. Bên cạnh đó, anh chị cũng nên cố gắng điều hòa các mối quan hệ tại công sở của mình, để tình hình khó khăn hiện tại sớm được cải thiện. Xét phương diện tài lộc. Tử vi tháng 4 năm 2024 của 12 con giáp âm lịch cho biết, phương diện tài lộc của người tuổi Nhâm Tý trong tháng này không quá khả quan, do có tiểu hao gây họa hao tài đe dọa, do đó, anh chị cần chú ý túi tiền và học cách tiết kiệm nhiều nhất có thể. Tháng này, nguồn thu nhập chính trong tháng chủ yếu vẫn dựa vào chính tài. Thứ tài chưa có sự khởi sắc, thậm chí còn thụt lùi. Nhưng hiệu suất công việc giảm sút cũng sẽ gây bất lợi cho thu nhập hàng tháng của bản mệnh. Do đó, nếu là người làm công ăn lương, anh chị nên sớm chấn chỉnh lại thái độ làm việc, khắc phục khó khăn mới mong bảo toàn được túi tiền của mình. Trong tháng nguyệt lệnh lâm bệnh tại Tý, tinh thần thiếu tỉnh táo, khiến Nhâm Tý có thể đưa ra quyết định sai lầm trong việc đầu tư kinh doanh. Do đó, anh chị nên hạn chế những việc quan trọng có sử dụng đến tiền. Thời gian này tốt nhất là nên bảo toàn số tiền đang có, chứ đừng ham đầu tư là dễ mất mát. Nếu thấy không ổn thì thu vốn về ngay, chứ đừng có tâm lý gỡ gạc. Đặc biệt, con giáp này nên tránh xa các trò cờ bạc, đỏ đen. Khi vận khí đang nhiều hung hiểm như này,
kẻo nguy cơ rỗng túi khá cao, vận may tiền bạc sẽ không đến với người không chịu làm, lười biếng và mang tâm lý ăn sẵn, đừng ôm cây đợi thỏ. Tháng này, Nhâm Tý còn được khuyên nên đề phòng kẻ xấu lừa gạt tiền bạc hoặc mất tiền vì tình, thận trọng với những người ngỏ lời vay tiền của bạn, tránh tình trạng tiền chỉ đi mà không có đường quay trở về. Theo phi tinh tháng, sao bát bạch chủ tài lộc xuất hiện ở hướng đông nam, tuổi Tý lưu ý không tiến hành động thổ hay để các vật quá nặng hoặc gây ra tiếng ồn ào tại phương vị này, kẻo tài khí rất dễ bị tổn hao. Ngoài ra, nhằm thúc vượng tài khí, giúp công việc kinh doanh thêm phát đạt, bản mệnh có thể đặt biểu tượng cóc ba chân ngậm tiền hoặc đơn giản là treo một tờ giấy màu đỏ ở hướng đông nam ngôi nhà. Xét phương diện tình duyên. Về tình cảm, người tuổi Tý độc thân có vẻ sẽ gặp được nhiều may mắn hơn cả. Nhờ trong tháng có ngũ hành tương sinh ủng hộ, bản mệnh có một vài cơ hội để có những cuộc gặp gỡ lãng mạn và tìm được một đối tác phù hợp. Tình yêu có thể được tìm thấy giữa bạn bè chứ không ở quá xa. Tuy nhiên, chuyện tình cảm vẫn nên để nó phát triển theo lẽ tự nhiên, càng gượng ép càng dễ gây phản tác dụng. Việc đốt cháy giai đoạn có thể khiến cả hai nhanh chóng đến với nhau, nhưng khi cảm xúc nồng nhiệt ban đầu qua đi sẽ để lại rất nhiều vấn đề. Tháng này, các cặp đôi cần có sự chia sẻ với nhau nhiều hơn để hạn chế hiểu lầm không đáng. Dù đôi lúc khúc mắc, cãi vã xảy ra nhưng nhìn chung mọi việc vẫn nằm trong tầm kiểm soát của bản mệnh, nên không quá đáng ngại. Trong mối quan hệ vợ chồng, chỉ cần tuổi Nhâm Tý có đủ kiên nhẫn để xử lý vấn đề, đôi lứa vui vẻ tâm đầu ý hợp thì gia đạo vẫn khá êm ấm. Xét phương diện sức khỏe. Nguyệt lệnh lâm bệnh ở Tý kết hợp với hung tinh thiên bình, nhắc nhở tuổi này cần đặc biệt chú ý tới phương diện sức khỏe, bởi thể chất của bản mệnh đang có dấu hiệu đi xuống, dễ ốm đau vặt hoặc gặp tai nạn bất ngờ, nhất là phải đề phòng tình huống tai nạn hay sự cố khi di chuyển giao thông, lao động chân tay, có thể dẫn tới thương tật, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Bên cạnh đó, áp lực từ công việc, cuộc sống cũng khiến bản mệnh lao tâm khổ tứ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe tinh thần, cần hết sức thận trọng. Bạn nên chú ý cân bằng tâm lý cũng như thời gian làm việc và nghỉ ngơi, và học cách giải tỏa áp lực. Thứ hai, về tử vi tháng 5 âm lịch. Về sự nghiệp, người tuổi Nhâm Tý không nên trông mong vào những bước tiến vượt bậc trong tháng 5 này. Thậm chí, bạn tìm cách làm sao để giữ vững vị thế của mình, không để kẻ xấu hãm hại đã là tốt lắm rồi. Cục diện tương xung chiếu mệnh, dù bạn có tài giỏi và giàu kinh nghiệm đến mấy, thì cũng khó tránh khỏi sự nghi ngờ, mâu thuẫn với mọi người xung quanh. Điều bản mệnh cần làm là thay đổi góc độ quan sát vấn đề, thử lắng nghe quan điểm của đồng nghiệp, bạn bè xung quanh xem sao, không nên khăng khăng với ý kiến của bản thân mình. Dưới tác động của nguyệt lệnh lâm thai, con giáp này cũng thường xuyên rơi vào trạng thái tinh thần thiếu tập trung, nếu không nóng nảy, gây mâu thuẫn với người khác thì cũng ham vui, không muốn làm việc, thậm chí, những người ít kinh nghiệm còn dễ nghe theo lời xúi giục của người xấu, làm ra những hành động sai trái hoặc đưa ra những quyết định sai lầm. Tuy nhiên, theo tử vi tháng 5 năm 2024 tuổi Tý âm lịch, mọi sai lầm đều có thể sửa chữa, khắc phục được nếu bạn nhận ra kịp thời và có quyết tâm thay đổi. Cát tinh giải thần xuất hiện là dấu hiệu cho thấy, nếu bạn cư xử khéo léo hơn, nhiệt tình giúp đỡ mọi người thì đến khi bạn vướng phải rắc rối, xung quanh cũng sẽ không thiếu người trợ giúp. Đồng thời khi bạn hạ kết tôi của bản thân xuống, lắng nghe đồng nghiệp, cấp trên nhiều hơn bạn cũng sẽ nhanh chóng nhận ra sai sót và tìm được định hướng sửa chữa. Về tài lộc, vận trình tài lộc của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung là ảm đạm, do phải chịu ảnh hưởng của cục diện Tý Ngọ tương xung, công việc xảy ra nhiều sự cố, mâu thuẫn với bạn bè, đồng nghiệp cũng có xu hướng gia tăng, nên các kế hoạch chủ yếu dậm chân tại chỗ, chưa có bước tiến nào đáng kể. Nếu người làm công ăn lương, muốn nhận các khoản tiền thưởng nóng, thì có lẽ là bạn sẽ phải thất vọng. Con giáp này nên cố gắng hơn trong khoảng thời gian sắp tới và mong chờ vào các khoản tiền thưởng trong tương lai. Với người làm ăn kinh doanh, bạn cần bớt tính nóng nảy và hạ cái tôi cá nhân của mình xuống một chút. Dù bạn có tài giỏi đến mấy mà ăn nói khó nghe, thì cũng khó có thể hợp thuận lợi được với mọi người xung quanh. Hãy phân tích quan điểm của mình rõ ràng, rành mạch thì mới có thể thuyết phục được người khác, khiến việc hợp tác trở nên suôn sẻ, đồng tiền chảy về trong túi. Do có nguyệt lệnh lâm thai tác động, người ít kinh nghiệm không nên nhẹ dạ cả tin nghe theo lời rủ rê, lôi kéo của những kẻ không đáng tin cậy. Bạn nên kiểm chứng thông tin, tham khảo ý kiến từ nhiều người trước khi đưa ra những quyết định đầu tư quan trọng. Trên phương diện chi tiêu, cục diện đại hao xuất hiện là dấu hiệu chứng tỏ tháng năm này bản mệnh sẽ có rất nhiều khoản chi tiêu mà không thu hồi được vốn. Vì thế,
bạn cần hết sức cẩn trọng khi rót vốn đầu tư, nếu không dễ rơi vào cảnh xôi hỏng bỏng không. Trong cuộc sống hàng ngày, bạn hạn chế tiệc tùng, hội hè, không chạy theo xu hướng mua sắm của số đông, tốt nhất hãy chỉ dành tiền cho những mục đích thật sự chính đáng. Về tình duyên, theo tử vi tháng 5 năm 2024 âm lịch chỉ ra rằng, con đường tình duyên của người tuổi Nhâm Tý cũng không có dấu hiệu lạc quan, đặc biệt nếu như bạn là người đã lập gia đình, tương xung khiến cho quan hệ tình cảm của bạn và người ấy xuất hiện nhiều mâu thuẫn, lại thêm tính khí nóng nảy, cực đoan, suy nghĩ cố chấp, đôi bên luôn đưa ra những ý kiến trái ngược nhau mà không ai chịu nhường ai. Nếu bạn không chú ý đến cách hành xử, nói năng của mình, thì chiến tranh lạnh xảy ra là điều tất yếu. Hơn nữa, bạn cần chú ý hơn đến các mối quan hệ xã giao của mình, chủ động giữ khoảng cách thích hợp với những kẻ có ý đồ không lành mạnh. Dù vợ chồng có đang trục trặc, lạnh nhạt với nhau đến mấy, thì bạn cũng chớ nên có tư tưởng ngoại tình, gây tổn thương cho những người thân thương, gắn bó nhất với mình. Người còn độc thân cần nhắc nhở bản thân cho chân thành trong chuyện tình cảm, đừng để cục diện nguyệt lệnh lâm thai tác động, khiến mình trở thành một kẻ trăng hoa, đa tình. Nếu bạn không nghiêm túc trong chuyện tình cảm, thì bạn cũng khó có thể tìm được một người nghiêm túc, thật lòng với mình. Những mối quan hệ vui chơi qua đường sẽ nhanh chóng khiến bạn cảm thấy nhàm chán, mệt mỏi, thậm chí chuốc lấy tổn thương. Về sức khỏe, may mắn là tình hình sức khỏe của người tuổi Nhâm Tý nhìn chung ổn định trong tháng này. Dù phải đối mặt với nhiều sự cố, rắc rối không mong muốn, song bạn vẫn nhắc nhở bản thân mình cố gắng hơn, không chìm đắm trong những suy nghĩ bi quan, đau khổ. Để tinh thần được nhẹ nhõm hơn, nhanh chóng tìm ra hướng giải quyết vấn đề, bạn nên tâm sự với người thân hoặc những người đi trước đáng tin cậy, họ sẽ sẵn sàng đưa ra cho bạn những lời gợi ý hữu ích. Dù là khi công việc chất chồng, sự cố liên tiếp xảy ra, bạn cũng nên cố gắng cân bằng cuộc sống và công việc, dành thời gian để nghỉ ngơi, rèn luyện sức khỏe. Chỉ khi nào có sức khỏe, bạn mới có thể mạnh mẽ đối đầu với thách thức trước mắt. Vâng, quý anh chị tuổi Nhâm Tý thân mến, sống trên cõi đời này biết đủ mới là gia tài lớn nhất. Thế nhưng con người vì vô minh nên cứ mãi tham đắm trong tiền tài, sau khi được tài sản phong phú, lại càng dễ bị lôi cuốn, chìm đắm trong các dục và có hành vi không tốt đẹp đối với các người khác. Chính giàu có, thừa thãi lại càng tham lam, dễ biến bản thân thành kẻ gian ác. Có không ít người lúc nghèo còn sống thanh đạm, chăm chỉ, nhưng khi dư giả lại thích tụ tập ăn chơi, lười biếng, chìm đắm dục lạc. Bởi si mê trong tiền bạc nên họ không chia sẻ tài sản với ai, lo hưởng thụ nên đi vào xa ngã. Vậy nên trong cuộc sống này, chớ ham giàu, vì tài sản ẩn chứa mối nguy hiểm tiềm tàng mà từ Đức Phật cho tới cổ nhân thời xưa đều nhắc nhở chúng ta nên tránh xa. Không nên đồng nhất rằng cứ tiền bạc là xấu, vì nếu được làm đúng vai trò của nó, thì chúng ta còn được lợi lạc vô biên. Ví dụ như quả báo chiếm dụng tài sản của người khác là xấu, nhưng quả báo của việc chia sẻ, giúp đỡ người khác bằng số tiền lớn mình đang có thì quả là đẹp đẽ. Tài sản có giá trị vô cùng to lớn, nó không những giúp bản thân, gia đình có đời sống ấm no, mà còn là phương tiện thuận lợi để làm phước thiện, tạo phước đức cho kiếp sau. Khi tài sản làm ra đúng pháp, sẽ luôn mang lại lợi lạc, không chỉ cho bản thân mà còn là cho con cháu, những người xung quanh họ. Theo người xưa thì, vị ấy sẽ được sống lâu, thọ mạng kéo dài, sau khi thân hoại mạng chung được sinh lên cõi thiện. Tài sản là phần nhỏ bé của kiếp người, thế nên hãy cho nó làm đúng vai trò của mình là phương tiện giúp con người đáp ứng các nhu cầu về vật chất để có một đời sống ổn định, giúp con người thực hiện những tâm nguyện, chí hướng cao cả để làm đẹp cuộc đời. Thực ra, có 7 tài sản cần có theo lời dạy của Đức Phật: tín tài, giới tài, tam tài, quý tài, văn tài, thí tài và tuệ tài là những điều ta đáng vun bồi và tích góp nhất suốt kiếp người này. Chỉ có kho báu ấy mới là hành trang theo chúng ta trên con đường tái sinh và thoát khỏi biển luân hồi. Còn đối với hầu hết chúng ta, nếu chưa thể hiểu sâu những giá trị đó, thì hãy sống tốt với mọi người, tâm niệm từng việc mình làm sao để lại phước đức cho con cháu thọ hưởng mãi về sau. Vâng, cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video của kênh Minh Đường Tử Vi ngày hôm nay. Hy vọng rằng những thông tin mà chúng tôi vừa chia sẻ trên đây sẽ giúp ích cho quý khán giả. Từ đó quý khán giả có thể đón lành, tránh dữ, gia tăng may mắn trong cuộc sống. Nếu có băn khoăn hay thắc mắc, quý khán giả vui lòng để lại thông tin ngày tháng năm sinh xuống dưới phần bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ luận giải chi tiết trong thời gian sớm nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình lần sau.